vừa em dừng ấy vừa 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 em dừng ấy dừng đi tắt đi trên đây tôi đang là hai tác phẩm một tác phẩm anh chị đã xem uh, từ đầu ngày đó là một viên uh, Có lục bảo bên này một tác phẩm nó cũng cho nam hai cái nhẫn anh chị thấy có sự khác nhau rất khác đúng không tác phẩm này chúng ta là một cái nhẫn đã sapphire xa xanh hero của gia nghĩa việt nam bên cạnh một người bạn đến từ ngoại quốc Đó. thì sản phẩm này là một cái biến thể của mẫu Victory cho anh chị cũng đã rất là quen rồi đúng không tôi sẽ tôi quay gần hơn để cho anh chị xem nhé trên bề mặt nó có những cái sợi tóc này là biến thể của mẫu Victory cũng chi tiết độc đáo gần như là độc quyền trên sản phẩm của chúng ta đúng không? đá đã rất là sáng. Viên đá này được bán cỡ tầm khoảng 8 triệu. Viên sapphire tự nhiên. Và tất nhiên rồi, với những cái sản phẩm tự nhiên như này thì chúng ta sẽ có giấy kiểm định kèm theo từng viên đá một. Và anh chị hãy chú ý trên giấy tờ nhé. Một số anh chị mua hàng xong nói chuyện với tôi là anh ơi xem em giúp đây là viên gì. Thì tôi đề nghị anh chị là quay lại chỗ bán và yêu cầu giấy kiểm định. Nó sẽ một cái gì rõ ràng hơn. Còn khi anh chị mà mua hàng ở một nơi xong quay ra hỏi tôi thì nhiều khi nó rất là ngại như tôi đã nói trước rồi nếu mà sản phẩm tốt thì không sao tôi nói chuyện rất là đơn giản tôi bảo đây là rất tốt thì sản phẩm không tốt tôi nói là không tốt thì lập tức có thể sẽ gây hiểu lầm là sẽ dìm hà một cửa hàng nào đó chúng ta cứ thoải mái với nhau vào giấy kiểm định nhá này tôi xin phép tôi đeo lên trên ngón tay này cái nhẫn này thì cũng khá là vừa với tay của tôi và đây anh chị có thể thấy là hai cái đại diện một sản phẩm lớn một sản phẩm bé nhưng cũng rất đẹp đây là một cái nhẫn nhỏ đeo trên ngón tay như tay tôi thì nó hơi thô thì có thể đeo trên ngón đeo nhẫn cũng được mà đeo ngón đeo nhẫn cưới cũng được không sao cả vẫn đẹp bình thường tại vì viên đá chúng ta rất xuất sắc và tất nhiên rồi như mọi khi giấy kiểm định sapphire tự nhiên viên này không có xử lý gì nếu có xử lý thì nó sẽ ghi ở đây nhận xét cũng như là cái kiểm định này anh chị thấy có thêm một phần nhận xét này được nâng cao chất lượng đây là phiên top 3 hôm trước đúng không nói nhá đây là những cái sản phẩm mà tôi muốn nói chuyện với anh chị rồi xin chào anh chị tạm biệt anh chị chúc anh chị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui xin chào và tạm biệt